Xin chào toàn thể các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, là ngày quốc tế hạnh phúc. Cho ông Hải xin gửi lời chúc sức khỏe mọi người. Chúc bác một ngày quốc tế hạnh phúc thật là hạnh phúc. Hôm nay thì em có về được một lô hàng gồm vài chục chiếc vang số cao cấp, hàng chính hãng mang thương hiệu của D-Biotic. Như các bác đã biết hay là tiếp xúc với các dòng vang số của Shiso, G-Pad như các dòng là Shiso T3 này, T1980, T1080 của lớp thì các bác biết rồi đúng không ạ? Tiếng effect rất là hay, tiếng xì nghe rất là êm tai và rất là sướng. Nhưng có một điểm đó là echo thì hơi ngắn. Nhưng mà tới phiên bản nâng cấp hơn của dòng G-Pad cũng như là những dòng vang số mà thương hiệu D-Biotic đang phân phối hiện nay như các dòng S700 Plus hay là dòng S750 và 750 Plus hay là S800 thì đã khắc phục điều đó. Đó là tiếng reverb của em nó thì vẫn giữ nguyên, tiếng xì rất là hay, nhưng tiếng echo thì sẽ nâng cấp hơn, sử dụng những chip echo cao cấp hơn để tiếng effect nghe nó quyến rũ hơn và hát nhẹ nhàng hơn. Thì đây là một bản vang số chính hãng của công ty phân phối D-Biotic có model là DB-S750, là một chiếc vang số cao cấp coi nhé, rất là đẹp. Một lát nữa thì em sẽ mở ra giới thiệu các bác. Thì đây là bản nâng cấp của chiếc vang số S750, đó là S750 Plus phiên bản 2022. Đó. Thiết kế bên vỏ là màu đen, thương hiệu logo D-Biotic này. Bây giờ em sẽ mở hộp ra review và giới thiệu các bác nhé. Bên trong có một lớp xốp. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có một chiếc điều khiển remote từ xa. Với chiếc vang số S750 này thì em sẽ cài cho các bác là 4 chế độ, 3 chế độ karaoke và 1 chế độ nghe nhạc riêng. Một dây kết nối USB này. Một dây quang optical. Một dây nguồn. Và khi các bác mua chiếc vang số hay là bất kỳ sản phẩm nào hàng mới của bên Hùng Minh thì bên em sẽ tặng các bác một cặp dây jack để đấu nối. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây, rất là đẹp. Và hiện tại thì em đang để mở 5 chiếc vang số DBS750 Plus này thì các bác. Khi các bác mua vang của bên Hiếu Minh hay là bốn em, khi chúng em đến nhà cài cho các bác thì thường thường em sẽ cài là 4 mode, là 4 chế độ, 3 chế độ đầu là 3 chế độ karaoke và 1 chế độ nghe nhạc. Thì chiếc vang số này có tích hợp điều khiển từ xa. Đây, điều khiển các bác có thể bấm đổi mode này, tăng giảm vang nhại này, tăng giảm mic này, tăng giảm nhạc, đổi đường tín hiệu input, hoàn toàn có thể sử dụng trên điều khiển, rất là hiện đại. Và chiếc vang số này thì chỉnh tay cũng rất là dễ dàng. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các bác. Thiết kế của em nó bên ngoài là thiết kế size 1U. Bên hai tai này có những lỗ để bắt vít vào tủ kỹ thuật. Và mặt trước được cắt CNC rất là đẹp. Một màn hình Mica bóng rất là đẹp, màu đen này. Ở giữa là sẽ có hiển thị thông số, đường tín hiệu input này, volume to nhỏ để chúng ta biết đang nằm ở chế độ nào. Một phím mode, đổi mode này. Đổi đường tín hiệu AUX 1, AUX 2, cổng quang, chỉnh to nhỏ của reverb, echo. Một cổng kết nối USB để cắm phần mềm trên máy tính. Và khi các bác muốn tinh chỉnh to nhỏ của đường mic này, to nhỏ của vang nhại, to nhỏ của đường nhạc này. Hai bên cắt mặt cắt CNC rất đẹp. Và phía sau thì tích hợp 4 đường cổng mic 1, 2, 3, 4 này. Tín hiệu đầu vào input có AUX 1, AUX 2 và thiết kèm đó là sẽ có cổng quang optical, cổng in và tích hợp thêm một cổng out nữa. Với cổng out này thì tín hiệu TV vào trong đường input này thì các bác có thể link từ cổng out này sang chiếc vang số khác hoặc là sang một bộ dàn khác, rất là hiện đại và rất là tiện lợi. Một điểm đặc biệt của chiếc vang số dòng G-Pad đó là tích hợp rất nhiều đường ra, sử dụng cho rất nhiều loa và rất nhiều đẩy. Với chiếc vang S750 Plus này thì tích hợp 8 cổng output. 8 cổng output này thì
không phân biệt, sẽ là như nhau hết các nhá. 8 cổng output này như nhau hết. À, ví dụ như các bác đang sử dụng chiếc vang cơ này hay là vang số khác thì thường thường các cổng sup hay là cổng center rep line thì sẽ nó mặc định rồi. Nhưng với chiếc vang số S750 Plus này thì các bác có thể hiệu chỉnh thoải mái, thay đổi. Ví dụ như là 1 đến 8 này, các bác sử dụng cổng 1 là cổng sup này, hoặc là chuyển về cổng 8 và cổng sup đều được hết. Hoặc là chuyển về 678 này, chuyển thành sup hết cũng được hết. Đó rất đẹp, đặc biệt đúng không ạ? Nhất là các bác sử dụng trong phòng karaoke KTV hay là các bộ dàn sự kiện thì chiếc vang dòng Chipad này rất là phù hợp. À, dùng gia đình thì quá tuyệt vời luôn, một chiếc vang số cao cấp. Và bản phiên bản DBS750 Plus này thì không khác gì so với bản S750 thường các bác nhé, chỉ thay đổi mỗi cái logo của nhà hãng đi thôi. Thì giá thành thì em nó không thay đổi đâu ạ, vẫn giữ nguyên giá đó chứ không có tăng giá đâu. 2233 và 0869997229. Cơ sở Sài Gòn có số hotline là 0982352313. Và hiện tại thì Hiếu Minh Audio đang có hai cơ sở bán lẻ. Trụ sở chính ngoài Bắc có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trụ sở Sài Gòn có địa chỉ tại 48B Cự Xá, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22, cách bến xe An Sương khoảng 500-700m, và bên em có giao hàng toàn quốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến tiết mục chính và xin mời các bác cùng trải nghiệm một bài karaoke qua sự thể hiện của cô chủ nhà các bác nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi.
trên hè, ánh nắng nắng yêu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mong mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu người, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dư nhớ bơi đầy bao lâu nay để anh là mây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhắc diều hâm với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần dần. Xuân nay ta chúc cho mẹ già núi vườn cả êm hoa, núi ruộng đồng bao la tóc bạc vơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hàng cù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thương ngây. Xin yêu thương đến với hàng cù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé.